Rồi, ôi, 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 cái chiều mấy cái gì đây? What the hell? Ôi, cây ăn thịt người gì vậy? Tun 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 đi đu. Mày đâu đây, anh nhà của tao mà cũng quỷ. Đi ra mày, đi ra nhanh lên. Hay không, tôi về nhà mới có xíu thôi, tụi dân làng nó vô nó quẩy bà ti trong nhà mình hết rồi, không hiểu luôn á mấy má. Ok, thì xin chào mọi người nha, mình là Quy, chúc cho là Quy nắp bè. Trước khi video này bắt đầu, các bạn đừng quên like cho tôi một cái, đăng ký cho tôi một cái và chia sẻ cho tôi một cái nha. Và đừng quên sau khi đăng ký thì nhấn vào cái chuông để các bạn có thể nhận được những video mới nhất từ video của tôi đó nha. Trời ơi, đó nhiều bạn đăng ký xong không nhấn vào cái chuông. Và nhiều bạn nhấn đăng ký xong á thì nó cũng tự hủy đăng ký, nên các bạn nhớ đăng ký lại nha, tại vì lâu lâu nó hủy đăng ký á. Trời, YouTube mình nó ngu lắm. Thì các bạn ơi, hôm nay tôi mới 10,000 nè các bạn, được 16 kim cương luôn, quá đã anh em mà. Trời ơi, tôi phải làm việc sau Tết các bạn, không làm là chết luôn á. Đây, tôi nói anh em biết là sau cái đường này có con Lexan nè không? Tôi dự phòng thằng nào mà dám phá nhà tôi thì tôi lấy con Lexan đó anh em à. À, quá hợp lý, quá hợp lý luôn. Trời ơi, anh em biết sao không? À, đi Tết, tôi đánh bài Tết mà không hiểu sao á mà thua hoài anh em. Đó, xin đâu mà tôi lão hết mất tiêu luôn. Trời ơi, bây giờ tôi phải 10,000 nữa, mệt ghê không? Mệt quá trời quá đất luôn. Quay ơi, quay ơi, đi đánh bài không? Đi đánh bài không? Ra đi đánh bài đã. Ai, không đánh bài gì hết nha. Tao nói mày nha, không có đánh bài gì hết. Là mình trời là người chạy kiếm cứu ông ơi, sao biết chạy? Tụi mày đâu rồi? Tụi mày đâu rồi? Ai cậu xuống lớn rồi. Lên lẹ, lên lẹ, lên. Tụi nó làm gì vậy? Tụi nó làm cái gì? Như tôi nghe nói nhà ông có bên lớp sàn này sao? Đưa cho tôi nè, đưa cho tôi nè, đưa cho tôi nè. Lời ơi, lời ơi. Trời ơi, kia đi lấy nó rồi. Chạy đâu con, mày chạy đâu con. Mày bắt cua đi, mày bắt cua đi, mày bắt cua đi. Mày ơi. Bắt cua, mày bắt cua, mày bắt cua đi, mày bắt cua đi. Cái đầu dân. Mày hay quá chị ơi, đẳng cấp luôn rồi thôi. Chạy thôi, trời đơn giản là đang giỡn luôn. Chạy quá, tôi đã chạy mất tiêu rồi kìa. Con lách chanh của tôi đã lấy luôn ơi. Trời ơi, đó thấy chưa, có một ngày nào là yên ổn đâu. Trời ơi, đánh bạc cũng không xong nữa. Trời ơi, mà ngỡ 5,000 cũng không xong, tôi đã lấy hết tiền tôi rồi. Trời ơi, trong làng này không ai khổ bằng tôi cả anh em à. Nhớ lại đây cho tôi một like nha. Trời anh em, không được. Bây giờ tôi phải chế tạo một con gì đó để tôi trả thù lại tụi nó các bạn. Nó lấy con Lexan của tôi phải chế tạo con khác mạnh hơn con Lexan để tôi quýnh lại tụi nó anh em. Nó chứ không thôi nó mất dạy lắm. Bữa giờ đó ông nó ăn cướp của tôi hoài á. Qua Tết hay sau Tết nó cũng ăn cướp. Nó không sợ bị nghiệp quật các bạn ơi. Đó, thôi bây giờ tôi sẽ suy nghĩ phải chế tạo cái con gì cho bằng được nè. Bông hoa hả? À rồi, ok ok, tôi đã biết phải chế tạo con gì rồi anh em à. Anh em đó, anh em biết tôi phải chế tạo con gì, tôi cầm bông hoa là anh em hiểu rồi. Gì, tôi hôm nay sẽ chế tạo con Omega Flowey. À, nghe lạ không, nghe lạ không? Trời, tất nhiên nghe lạ rồi, sao các bạn nghe biết, sao các bạn biết được đó? Thì tôi nói luôn, con Flowey là con cũng trong Undertale đó. Nếu bạn nào biết, nếu bạn nào biết về mấy con xanh thì các bạn nào, mấy bạn đó cũng biết mấy con Flowey, nó là con gọi là con boss cuối á, của con trong Undertale đó các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ đi chế các bạn. Bây giờ là mình nghĩ là mình sẽ đi kiếm những cái nguyên liệu để chế tạo ra con Flowey các bạn ơi. Không nói nhiều nữa, đi nhanh để chế tạo, để chống lại tụi kia. Mất dạy quá rồi. Mới gọi là qua Tết xong nó lại phá mình nữa rồi. Bực thiệt chứ. Đi qua, không nói nhiều. 2000 years later. Đâu nữa ta, đâu nữa ta. À, đây 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 đây, quá trời luôn. Lấy đây đây, lấy hết luôn, lấy hết luôn. Không nói nhiều. Rồi vừa đủ luôn. Được rồi anh em à. Tôi, chính tôi Quy đây đã có đầy đủ công thức để chế tạo con Omega Flowey các bạn. Đây đây, để tôi vô cái chỗ chế tạo của tôi đã anh em. Ở đây không phải, phải bên đây mới đúng. Đây đây chính là cái chậu chế tạo của tôi nè. Nhưng lại đi ra không? Đi ra. Đó đúng rồi, ngoan, biết điều. Đó, bây giờ chỗ chế tạo bí mật của tôi không ai biết hết. À, bây giờ tôi sẽ quăng công thức vô nè. Bây giờ là hai stack hoa nè. Rồi hai stack hoa rồi. Ok, một stack đá đỏ. À lộn, đá này nè, đá hắc diện thạch các bạn ơi. Đó, đá hắc diện thạch mà có nước mấy tiếng tím đó. Tôi biết là gì. Đi ra. Ôi trời. Chết rồi. Nghiệp rồi, tôi lỡ quýnh ổng chết rồi. Không sao các bạn. Ổng tại ổng cái ổng nhiều chuyện chi. Thôi kệ, quăng tiếp. À sao nè. Ôi ơi, quăng ra ngoài chết rồi, chết rồi. Lượm lại, lượm lại. Ôi, rồi xong tôi lượm hết luôn chứ. Cái đậu xanh quăng hết vô. Ok, bây giờ là quăng 64 cái xương rồng nè, rồi cái rễ cây nè, rồi cuối cùng
chính là 64 cục thường các bạn ơi. À, bây giờ sau khi tôi quăng cái này đâu rồi ra con Flowey này, công thức này chế tạo hơi nhiều nên là tôi phi quăng hơi bị nhiều xíu thứ xíu mà anh em thông cảm nha. Ok quăng đây nè, 3, 2, 1 tiêu. Ok rồi, quăng chưa coi quăng lại nè anh em, quăng lại chuẩn nè, chuẩn chỉ nè, vào rổ luôn nè anh em. 3, 2, 1 quá quá ơi. Trời ơi má ơi, nó nổ kinh xì lùm là bụng lụm cái lỗ cái tường xíu nữa, lụm cái lỗ trên trần nhà luôn má ơi. Ui anh em xem nè, đây chính là Omega Flowey đó, anh em thấy chưa, cái tên đó là Omega Flowey đó anh em, nghe ghê chưa đó. Với lại nhìn cái mặt này các bạn, nhìn cái mặt nó cười kìa đó. Các bạn biết cái con boss này không thì đừng quên, nếu các bạn biết thì đừng quên để lại bình luận phía dưới và bình luận ngay công chiếu bây giờ nha anh em đó. Anh em thấy chưa, nhìn nó kinh tởm thiệt sự luôn á, tôi nhìn vô là tôi muốn giục đi luôn rồi. Nhưng mà không, giục đi là bậy rồi, giục đi là ngu rồi, mình phải lấy con này mình phải gọi là cho tụi kia một bài học mới được. Đi ra, tụi nó đâu rồi, tụi nó đâu rồi, à tụi mày kia đúng không, tụi mày làm gì đó. Trời ơi, tụi mày he cái gì, tụi mày he cái gì, tụi mày he cái gì, tụi mày sao, tụi mày sao gì vậy bố lão, không đặt cái, đặt cái con sàn này ra cho cái gì luôn bây giờ, tao xin giới thiệu, đây chính là Omega Flowey. Tụi mày chắc không biết đâu. Trời ơi. Không không, nhìn mặt cũng thấy ghê thiệt, nhưng mà làm gì bằng mấy con lút xanh của tụi mình ý. Trời ơi. Chắc chưa, chắc chưa, bạn đã chắc chưa? Tụi bạn bây giờ chắc chưa, tôi chắc chưa. Tôi chỉ đặt cái con gọi là gì ta, Flowey Omega này thôi, là cái làng này banh rồi đó. Trời, con này đặt ra là banh vũ trụ luôn nè. Mày bớt xạo nha, tao mày bớt xài, tao chế tạo ra con đó tao biết sức mạnh nó như thế nào nha quỷ. Bây giờ muốn solo không, giờ vô đấu trường solo đi là biết chơi 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 lần này tự nguyện xin vô đấu trường luôn. Ôi được được được, cũng được đó, cũng được đó. Rồi bây giờ qua đây, qua đây đây. Trời, các bạn tụi nó đang thách thức cái con Omega Flowey của mình mới chế tạo. Trời, các bạn nhìn cái công thức các bạn đủ biết là cái con gọi là Omega Flowey của mình mạnh như thế nào rồi. Bây giờ qua đấu trường đây, qua lẹ tụi mày hơi bị chậm rồi đó, rung tay không đó. Cái chân lủng củng, cái đầu cắt môi, đúng không? Đi qua, đi qua. A few inches later. Trời ơi, quá dữ. Trời ơi, ghê chưa? Đây chính là cái gọi là đấu trường của những con san thực thụ chân chính và đàn ông đích thực. Vô đây là chiến đấu thôi. Nó gọi là gì ta? Trời ơi, chắc chắn đó. Hôm nay đâu rồi. Bây giờ tôi để tụi tôi chịu hỏi với con gọi là Omega Flowey cho các bạn xem, và cho tụi này xem sức mạnh của nó mạnh như thế nào các bạn ơi. Đây đây đây, 3, 2, 1 biu. Đó đó, kêu tiếng Trung Quốc kìa. Đó đó, đi chơi chơi kìa, đâu đi chơi đâu. Bự dữ vậy ba. Trời ơi, oh my god, ủa bây giờ mất tiêu rồi. À đây, nó dưới đây nè. Con đấu trường thì nó quách đờ heo. Rồi đó, 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 đó. Bây giờ tôi sẽ gọi là đó, ui nó cười gớm á. Rồi bây giờ ra và giờ rồi tôi sẽ chịu hồi con bò tót rồi quấn nhau nè. À chưa. À quên cái đậu xanh nữa. Quên chỉnh y gì. Rồi anh em à, đặt cái nè. Đó. Quấn đi, quấn đi. À! Wow! Nó đóng phim anime luôn kìa, nó bật nhạc anime luôn kìa. Có bật nhạc anime luôn kìa mấy má ơi. Tôi đặt. U, đặt cái đó chết tới đó luôn nè. Ôi tội nghiệp mấy con bò quá à. Chưa chết. Ủa sao chưa chết nữa? Ủa chưa quấn nữa. Ủa, nó bắn ngay vậy? Nó bắn ngay mấy cái tơi vậy? Rồi. Trời ơi, trời à, nó chưa muốn chơi chiều, nó mà nó chơi chiều thì chết cái đó. Cái gì vậy? Nó rồi. Trời ơi, quánh hẹo. Ê, 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 tiên tôi dính đạn rồi. Trời ơi. Rồi đó, thấy chưa? Còn Omega Flowey. Xin giới thiệu các bạn, đây chính là Omega Flowey, để tôi review cho anh em xem. Đây, đây chính là cái miệng của nó anh em, cái miệng nó như cái con ruồi, cái mắt nó cũng vậy. Cái mắt nó không giống con ruồi nhưng mà nhìn nó to mà nhìn nó gớm thật sự. Đây chính là cái TV trước mặt nó nè, các bạn thấy không? Đó, màu đỏ gì ta, nó cười gớm ghét thật sự. Đó đó đó, còn hai cái bên mắt, hai bên tai nữa các bạn. Này, có cái gọi là cái bàn tay xương rồng nè anh em. Đó, trời ơi, có mấy cái gì dưới đây này là gì ta? Rêu hả? À, mấy cái rêu nè, tôi tỉa xuống vậy. Ui, lần sau nó mấy cái gì nhìn gớm à. Giống mấy cái xúc tu nhìn gớm à. Trời ơi, công nhận nhìn nó ghê quá à. Ồ, nó, tôi thấy à, anh em thấy chưa? Đó, nó bị kẹt, không hiểu sao nó cứ đứng trong góc hoài à. Thôi, bây giờ để xem sức mạnh thực sự. Thực thụ của nó là tôi phải chịu hòa con Weirder ra, đó. Quánh đây, đó, đó, đó. Trời ơi, đang bắn à. Ui, cái gì vậy? Đang bắn Weirder. À, mày ạ, Weirder. Weirder chết chưa? Ồ, xúc tiêu rồi. Trời, nhưng mà hơi chậm nha, quýnh Weirder hơi lâu nha. À, quýnh không có nổ Weirder. Nổi. Đúng lại rồi, yếu rồi. Trời má ơi, nó lên nhạc gớp, nó lên nhạc to thì sư từ giảm nhạc các anh em ơi. Trời, nhạc nó to ấy. Quẩy đi, nhạc này để quẩy nè. Ờ, nhạc này đi quẩy chứ nhiễm múa chứ ai để quýnh nhau mấy má ơi. Trời, ui dồi, quýnh ra đi. Lên nửa máu rồi kìa, đó, ôi cũng có tầm đó, cũng có trình.
nhưng mà cũng có trình đó, chỗ đó bắt đầu bắn tia xanh là thấy mình á. Ù lắc 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 lắc. Trời ơi, hay. Trời ơi. Trời ơi mặt nó. Lắc rồi. Mặt nó nhìn ngu thật sự anh em à. Trời ơi. Mày quýnh cái con gì đời mà lắc dữ vậy? Trời ơi, lắc quá. Bây giờ chết rồi. Ủa chết chưa? Chết chưa. Không nhìn được anh em. Ai trời xong lắc quơ. Trời ơi. Má ơi, cái con cái đầu xanh nó không giết được con Weeder là tôi lạy nó luôn. Trời ơi, không nhận cái chiêu nó gọi là nó màu mềm mà nó còn gây lắc lắc cái máy của tôi đâu không hiểu luôn anh em phải đi chết nè. Có con Weeder thôi mà làm cái gì mà lắc máy mà. Làm cái gì mà trời ơi, lắc rồi anh em. Bây giờ chỉ còn cách cuối cùng đó chính là tắt quơ và mở lại anh em à. Anh em đợi tôi một chút xíu nha. À chị ra bị nó mất đâu mới chỉnh xe mình đi nãy giờ á. Thôi, bây giờ để đợi tôi một xíu để tôi chỉnh lại về thế giới bình thường nha anh em. Ok. 6.5 hours later. Ok anh em, tôi đã trở lại nè đó. Sao điên run rồi game nãy không? Trời nó quýnh con Weeder kìa mấy má ơi. Quýnh lẹ đi. Thôi, còn cách cuối cùng là tôi kêu tất cả những con ở đây luôn. Đó, chạy nhanh, chạy khỏi đấu nữa. Mệt quá. Ôi, chết rồi kìa. Rồi. Trời ơi, con này đánh đúng bây giờ tới cái phần chính nè, đấu với con Lexan. Đó, con Lexan đâu đánh được Weeder đâu. Hình như là update Minecraft mới con Weeder nó mạnh hơn gấp đôi, gấp ngàn lần hay sao quá, quýnh không lại. Mấy quỷ này không biết. Trời ơi, tôi đâu biết gì đâu. Rồi bây giờ, kêu Lexan đi ơi. Kêu là con Lexan ra đi. Cái con quỷ bự chà bá thì nó chơi xói vật phẩm mất tiêu rồi. Trời ơi, thôi để ta lấy cho nên... mệt tụi bay ghê á. Tức cuốn chết vậy đó. Rồi, Lexan này đó. Đây, Lexan đặt ra cho đó. Quýnh đi. Đó. Nè. Đó đó, trứng nó lấy rồi, lấy trứng Lexan nè. Ê, tụi nó bắt đầu quýnh nhau rồi, tụi nó ơi sao bắt đầu rồi cái đậu xanh. Ui nhưng mà tụi nó bắt đầu quýnh nhau rồi đó. Ơi, quýnh kìa. Quá dữ luôn. Trời chưa chết, tôi tưởng con Lexan chết rồi đó. Bắt đầu. Quá nhiều quá. Quạo nhau rồi. Đó chuẩn bị làm nhau đau rồi. Ồ, trời con Lexan bị ăn đam hoài luôn mà con Omega. Không bị gì luôn vậy? Omega rồi, có lên anh em ơi. Trời biểu. Con này nó không làm cho con kia luôn vậy. Hả? Cách mặt nhau quạo nhau hả trời? Alo. Hay là đẩy nó lên, đẩy nó xanh lên, đẩy. Quýnh đi mày, sao tự nhiên mày yếu vậy, mày mềm lòng với đối thủ rồi. Mềm lòng quá. Đánh luôn à, tao nghĩ thường đối thủ luôn. Nó đang yêu đối thủ đó, trời ơi, nó có trái tim kìa, đậu xanh á. Rồi, ôi, ôi, nó chịu hồi mấy cái gì đây? Quánh đau, wow. Ôi, cây ăn thịt người cái gì á? Đâu, nó chịu hồi mấy cái gì á, con ông hả? What the hell? Ui, cái gì vậy? Ui, nó chịu hồi mấy ngông kìa, quải chợ, what the hell? Wow. Ủa nhưng mà đấu nhau hơi căng nha. Ủa đấu nhau này là kiểu đấu nhau có nghỉ giữa hiệp á hay sao mấy anh em. À, rồi vô hiệp rồi quýnh nhau tiếp này, vô hiệp rồi. Cố lên Omega và Lao ơi, cố lên. Tao tin mày làm được. Trời con lớp xanh nó moonwalk rồi anh em à. Đó. Rồi quánh đi má ơi, đi từ từ hoài vậy chứ. Lẹ đi. Ê để chịu, để lấy mấy con scare cho nó quýnh nhau đi. Lấy làm chất xúc tác đi anh em cho nó nhanh, chứ mấy con này quýnh lâu quá muốn quẹo luôn á. Đó. Rồi đó. Trời ơi. Quý ơi mua máy mới tính mới rồi Quý ơi. Đúng bài rồi anh em, đúng bài rồi đó. Rồi bắt đầu quạo rồi, bắt đầu quýnh lộn rồi đó. Lexan nó bắt đầu chịu hồi tiêu thực sự đó anh em. Blaster một đấu. Rồi sao vậy? Không thấy gì hết. Anh em à. Mạnh cỡ cho quá trời con ông vậy. Để tôi giết bớt mấy ông đi anh em à. Giết bớt mấy ông. Trời ơi tôi ghi lệnh không được luôn anh em. Trời ơi, nổ máy rồi ơi. Giết. Cứu mẹ. Đó, rồi, giết bớt rồi. Wow, quýnh nhau đi. Đúng rồi. Quýnh nhau rồi. Wow. Bể mồm luôn. Đó, con không biết gặp vào lâu đi, nó chọn cái gì kìa. What the hell, cái gì vậy? Ủa, nó chọn gì vậy? Các bạn biết nó đang chọn cái gì không? Các bạn đừng quên là bình luận phía dưới nha, chứ tôi không biết nó đang chọn cái gì luôn á. Mình thấy cảm thấy gì nó ghê. Ghê thật sự. Nhưng mà không, thằng nào mất máu hết trơn kìa. Ừ. Nó mới gọi là cuộc chiến cân tài cân sức chứ anh em. Một chín bởi vì đó một người cái gì đó 1910 gì đó. Ơ à, lắc rồi ai rồi sao rồi cái đầu xanh lại dùng cái lệnh nữa anh em à. Đợi tôi xíu. Nhanh Quý ơi, nhanh đi rồi xong nó hiện cái bảng gọi là 3.7 rồi cái bảng có mấy cái thanh nó nhô lên nhô xuống rồi chết tôi rồi luôn. Trời ơi con quỷ bờ lao ơi, tao chế mày cho nhiều vô rồi mày lắp cái quơ tao quỷ rồi xong rồi. Mình phải direct lần thứ hai rồi anh em, phải tắt mở quơ lại lần thứ hai thì con này nó mới yên ả, nó mới sướng cái lòng cho nó các bạn ơi. Ok đợi tôi xíu nha anh em. 3 days later. Ok nè, tôi đã vô lại. Ô trời ơi, vừa đúng lúc vô lại đó, quýnh nhau tiếp nè anh em. Nó quýnh nhau xối xả luôn. Trời ơi nó trời. Trời ơi má ơi, nó trời không khác gì mẹ tôi phi dép luôn á anh em à. Trời ơi má ơi nó trời.
rồi xong rồi bắt kia bị rát ma gì luôn đó. Hai nè hai thanh niên tôi kia đâu vậy, tôi vô nè. Trời ơi, nó cứ đâm con Flowey, nó cứ đâm đâm cái cây con lết xanh kìa. Trời ơi, như gai gai đâm vô má, nhìn sợ thiệt sự anh em. Rồi xong nó lại chịu hồi mấy con ông nữa rồi. Cái mặt nó rồi tôi giết bớt, tôi giết bớt đi mấy con ông này, nó ồn ào lắm các bạn. Cái cây nè, cây ăn thịt nè, nên nó xuất hiện mấy con ông, con ruồi đó. Mấy con ông nè. Ủa là để cây ăn thịt này nó ăn ông mà. Ủa mắc gì vậy? Ủa mắc gì nó chịu hồi ra con ông, xong rồi chịu hồi ra mấy con quỷ cây ăn thịt người này làm chơi vậy? Hồ mè vô đây. Rồi. Tôi chạy đây anh em. Tôi chạy ra khỏi cái thế giới này là con Flowey. Mỗi lần vô là nó cứ lắc quơ anh em. Thì ok, nói chung thì anh em đã thích video này thì đừng quên để lại cho tôi một nút like, một nút đăng ký và nút chia sẻ nha. Và anh em nào muốn tôi làm tiếp tục cái con Flowey này đấu với con nào trong những cái con xanh thì đừng quên để lại bình luận phía dưới nha. Và đừng quên là qua channel của tất cả mọi người trong ship tốt tim đăng ký cho tất cả mọi người nữa nha anh em. Và tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp tới. See ya.